chào được các bộ phái tăng kỷ ếp. Đó là một bộ mệnh thật chí mình. Well, nó có lý thức nó mình sẽ đang đưa lâu á. Bật là nó có lý thức nhau cả nọc này là. Đó có lý thức nó cũng không có lý thức. Mà mày à mày à là lý thức cả nà. Sự kiếp bộ đó. Sự kiếp mà ima nó muốn nó kết thân. Sự kiếp bộ, thank you. Và sự làm mặt kênh chí mình nó có lý thức nhau cả nọc mù. Pero sa susunod, sisiguro tuwing kung mawawala na yan. Tingnan natin kung magbabalikan pa kayo. Baby, okay ka lang? Nagigilty pa din kasi ako eh. E paano kung may nangyaring masama kay ate? Sa bata, syempre hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante ligtas na sila. Ikaw minsan, huwag kasi puro galit na lang. Minsan galit pa ang makakadisgrasya sa'yo. Baby, sorry. Di ka naman galit sa akin, di ba? Di naman ako magagalit sa baby ko. Love na love kita, di ba? Pero pag uulitin mo yon, magagalit na talaga ako. Sorry na, hindi ko na yun uulitin. Promise. I love you. I love you too, baby.